Xin chào, chào anh chị. Cuối năm thì có ngồi trao đổi và chia sẻ với một bạn trẻ về cái làm ăn của năm 2018 âm lịch, thì tổng kết cuối năm với cái câu chuyện cuối năm và chuẩn bị cho năm mới, năm chuyển mình từ năm con chó sang năm con lợn. Thì vẫn xoay quanh các cái chủ đề là làm được gì, làm có tốt không, rồi công việc ra thế nào. Thì có một cái chủ đề mà thực sự là cuối năm nào cũng bàn tới, đó là chủ đề giàu và làm giàu, cũng như là cái việc là giàu lên từ đâu, nhờ về vào cái ngành nghề nào. Thì không khó để nhận ra rằng là năm nào thì giới trẻ, đặc biệt là những cái bạn trẻ mới bắt đầu chập chững, gọi là có một vài năm kinh nghiệm trong nghề, thì đều nói rằng là việc đi làm công ăn lương thực sự là quá khó khăn, trong khi mà lương bổng thì rất là thấp, còn lại thì phải tìm thêm một cái kế mưu sinh nào đó, và trong số những cái kế mưu sinh thêm để có thể tiết kiệm làm giàu, thì có một cái cách làm mà nhiều bạn trẻ nói tới, đó chính là cách làm bằng việc là giàu lên từ đất, mua thêm đất đai, nhà cửa và đầu tư đất đai. Thì cái cách làm giàu này và cái quan niệm về cái việc giàu lên từ đất thì bắt nguồn từ đâu, và nó đem lại một cái văn hóa, thực sự bây giờ nó đã thành một cái văn hóa của những người trẻ ở Việt Nam, đều cho rằng là việc làm công ăn lương, việc đầu tư vào các cái hoạt động sản xuất kinh doanh thì đều không hiệu quả, mà chủ yếu thì đến từ cái việc đó là kinh doanh cái sản phẩm bất động sản, đất đai, nhà cửa. Thì trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ cái nguyên nhân nào dẫn tới việc là người trẻ thì luôn rất là thích, và thậm chí là đã thành một cái trào lưu, cái quan niệm về cái câu chuyện là ở Việt Nam thì muốn làm giàu thì chỉ có giàu lên từ đất thôi, chứ còn chả có cách nào khác. Nguyên lý nó nằm ở đâu? Thì để một phần, một góc nhỏ trong cái việc trao đổi và chia sẻ với anh chị em và các bạn, thì chúng ta sẽ đi tới việc là thống kê và tìm hiểu xem là những người giàu ở Việt Nam, giàu nhất ở Việt Nam thì họ làm gì, và họ đã phát triển và thành công như thế nào, và mà dẫn tới cái sự học hỏi của người Việt Nam, và đặc biệt là giới trẻ Việt Nam, một cái tinh thần tức là học hỏi những người giàu và có sự bắt chước không hề nhẹ. Đây là cái đức tính tốt, nhưng mà lý do là bởi vì là chúng ta sẽ thấy rõ nét cái việc học hỏi này, cái tư duy này nó bắt nguồn từ những người giàu ở Việt Nam. Và với 10 người giàu ở Việt Nam thì thưa với anh chị em và các bạn là 5 ông thì giàu lên từ đất. Thì như vậy nó chiếm tỷ lệ thực sự là nói rằng là 50% tính trên 10 người, thì nó thực sự nó không phải là cái tập hợp mẫu của loại hợp lý. Nhưng nếu tính trên 100 người thì thưa với anh chị em và các bạn thì cái tỷ lệ này thậm chí nó còn cao hơn. Và như vậy thì chúng ta đã bắt đầu có thể mường tượng được cái lý do tại sao những người trẻ, những anh chị mà mới bắt đầu lập nghiệp đều có một cái tư duy chung bắt nguồn từ đâu, là từ sự học hỏi, từ sự bắt chước. Và cái nguyên lý nào dẫn đến một quốc gia đang phát triển không tập trung vào các cái lĩnh vực chính của hoạt động kinh doanh, mà chủ yếu xuất thân từ đất đai, nhà cửa, và chủ yếu giàu lên từ đất, khiến cho giới trẻ cũng nhao nhao để tìm và tìm mọi cái phương kế để làm giàu. Thì chúng ta sẽ điểm qua 10 người giàu nhất Việt Nam năm 2018, bắt đầu bước sang năm 2019 thì gồm những ai và họ giàu như thế nào, giàu ở lĩnh vực nào. Thì người đầu tiên chúng ta có thể ghi nhận đó chính là tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Hiện tại ông này giàu tới mức là có tới tài sản là 179.058 tỷ. Lĩnh vực của VinGroup là một trong những cái doanh nghiệp là tập đoàn đa ngành nghề, nhưng tập trung chủ yếu là thì lĩnh vực bất động sản, thưa anh chị em và các bạn. Thì ông Phạm Nhật Vượng sinh năm 1968, là một trong 4 doanh nhân Việt Nam mà đã được cái tổ chức gọi là Forbes của thế giới vinh danh là trong cái bảng xếp hạng tỷ phú đô la năm 2018. Ông là người sáng lập kiêm chủ tịch tập đoàn VinGroup mà chứng khoán là VIC. Hiện nay thì ông Vượng sở hữu khoảng 876 triệu cổ phiếu Vincom, với cái tỷ lệ là chiếm khoảng 22,68%.
vốn vốn của cái công ty này và gián tiếp sở hữu rất nhiều các cái doanh nghiệp khác, gồm có là 889 triệu cổ phiếu VIX thông qua việc nắm giữ 92,88% vốn của tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam. Và như vậy là ông Vượng là một trong những người mà sở hữu một cái tỷ lệ số lượng cổ phần của Vincom thì nó đâu đó khoảng tầm một nửa công ty Vincom, công ty Vincom. Do đó nên là ông Vượng nếu tính trên số lượng cổ phiếu thì ông này rất giàu, và 179.000 tỷ Việt Nam đồng thì thực sự là một con số rất là lớn. Nếu mà quy ra tiền đô thì nó nằm đâu đó khoảng tầm 8 hay 8 16 khoảng tầm 8 tỷ đô, 8 tỷ đô. Người thứ hai là ai? Người thứ hai thì đây là một trong những cái doanh nhân thành đạt ở trong một cái lĩnh vực sản xuất, đó là lĩnh vực sản xuất thép và khoáng sản. Ông này là Trần Đình Long, tài sản khoảng tầm 21.787 tỷ, thấp hơn rất nhiều so với người đầu tiên. Nhưng chúng ta đã có thể thấy được rằng là người làm đất thì nó sẽ giàu, giàu gấp mấy lần luôn, giàu có thể là gấp cả hàng chục lần so với người làm sắt thép, sản xuất sắt thép. Ông Long chỉ có khoảng tầm 21.787 tỷ thôi, rất nhỏ. Và ông Trần Đình Long thì sinh năm 61 tại Hải Dương, hiện tại là giữ cái vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hòa Phát, thép sắt thép Hòa Phát thì ai cũng có thể biết, mã chứng khoán là HPG. Và ông Long hiện tại thì sở hữu khoảng 534 triệu cổ phiếu ở Hòa Phát, chiếm cái tỷ lệ khoảng 25,15% vốn cổ phần. Ông Long là một trong những người mà đã và đang xây dựng nên một cái ngành sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu sắt thép hàng đầu của Việt Nam. Thì tập đoàn Hòa Phát đã bán đâu đó khoảng tầm 500.000 tấn thép xây dựng tại khu vực miền Trung và miền Nam, thì chiếm khoảng 20% tổng cái lượng thép bán ra ở thị trường. Và về xuất khẩu thì công ty này bán đâu đó khoảng tầm 150.000 tấn thép và tăng khoảng 14% so với năm ngoái. Tại vào các cái thị trường bao gồm có Mỹ, Canada, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand và các nước thuộc khu vực ASEAN. Người thứ ba được nhắc tới thì là một người phụ nữ mới nổi trong thời gian 2-3 năm trở lại đây, đó chính là ông bà chủ của tập đoàn gọi là hàng không Vietjet, bà Nguyễn Thị Phương Thảo. Số tài sản của bà Thảo thì cũng xem với tài sản của ông Long, nhưng mà nhỏ hơn rất nhiều so với tài khoản của ông Vượng, thì chiếm khoảng 20.990 tỷ đồng. Lĩnh vực của bà Thảo là lĩnh vực hàng không và tập đoàn cũng là đa ngành, thì nhưng mà chủ chốt vẫn là hàng không, đó là công ty Vietjet. Thì bà Thảo thì còn trẻ lắm, sinh năm 70 thôi anh chị em và các bạn, là người sáng lập và kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của Sovico, tổng giám đốc công ty cổ phần hàng không Vietjet và là phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần phát triển thành phố Hồ Chí Minh, đó là ngân hàng HD Bank. Và bà Thảo hiện nắm giữ khoảng 140 triệu Vietjet, tương đương với khoảng 26% cổ phần của cái hãng hàng không này. Nắm 36 triệu cổ phiếu của HD Bank thì chiếm khoảng 3,6% cổ phần của ngân hàng này. Và bà Thảo cũng là một trong những người mà thực sự là rất tài giỏi trong các cái hoạt động kinh doanh và được thế giới và những cái tổ chức trên thế giới cũng là từng vinh danh nhiều lần, là một trong những người phụ nữ rất là giỏi và tài sản thì rất là lớn. Người thứ tư được nhắc đến thì thực sự trên thị trường chứng khoán thì không còn lạ, nhưng có thể quý anh chị em và các bạn trong lĩnh vực bất động sản và một số lĩnh vực khác thì cũng ít được nói tới, đó là chính là ông Trịnh Văn Quyết. Ông Trịnh Văn Quyết thì số tài sản thì tính trên cái giá của cổ phiếu trên thị trường thì ông chiếm khoảng 16.110 tỷ đồng. Đây là một trong những con người thực sự là giỏi và có độ tuổi còn rất là thấp. Ông Trịnh Văn Quyết thì sinh năm 1975 thì giữ chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn FLC, thì mã chứng khoán là FLC, và ông kiêm luôn là chủ tịch hội đồng quản trị và công ty cổ phần xây dựng FLC, chính là Faros, một trong những cổ phiếu đình đám nhất thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2017. Và hiện ông sở hữu khoảng 3,1 triệu cổ phiếu của công ty là chứng khoán ATEX, công ty chứng khoán ATEX 3,26%, 150 triệu cổ phiếu FLC chiếm khoảng 20% của công tập đoàn FLC và 382 triệu cổ phiếu Faros chiếm khoảng 70% vốn cổ phần. Và mới đây thì ông Đặng Tất Thắng Thắng là tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn hàng không Che Việt Bamboo Airlines, thì công ty con của tập đoàn FLC, thì là cho thấy rằng là ông Quyết cũng có một cái lượng tỷ lệ sở hữu tại cái công ty Che Việt này, thì cũng nâng thêm cái tỷ lệ cổ phần và sở hữu của một trong những cái đại gia. Nhưng nói gì thì nói thì FLC
lĩnh vực chủ chốt trọng tâm của nó cũng là bất động sản, và cả Farod hay là cả những cái con quái vật trên thị trường Farod và FLC thì đều sở hữu chính đó là bất động sản. Người phụ nữ thứ năm đó là bà Phạm Thị Thu Hương, đây là phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Vingroup và là vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Được biết bà Hương là một trong những người sáng lập cho Vin của cùng chồng là ông Vượng, với cái tỷ lệ sở hữu khoảng 151 triệu cổ phiếu Vincom, chiếm khoảng 4,7% vốn của công ty này. Và hiện tài sản của bà Hương thì khoảng đâu đó ít hơn ông Quyết một chút, khoảng 15.000 tỷ, 14.496 tỷ đồng. Và lĩnh vực thì của bà Hương thì đương nhiên là bất động sản, là công ty Vingroup. Người thứ sáu tức là ông Bùi Thành Nhơn, đây là một trong những người mà rất là nổi tiếng ở khu vực phía Nam về bất động sản, công ty bất động sản gọi là một trong những công ty bất động sản khá là đình đám, được xem là một trong những công ty chuyên biệt về bất động sản, có phân khúc bất động sản cao cấp rất là lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, đó chính là Novaland. Thì tài sản của ông Nhơn thì nằm ở khoảng tầm 12.974 tỷ đồng, thì chiếm một cái tỷ lệ đứng thứ sáu trong những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Ông Nhơn thì sinh năm 1958, khởi nghiệp và kinh doanh về cái thuốc thú y, và đến nay ông đảm nhận chức vụ là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Novaland. Thì ông Bùi Thành Nhơn hiện là nắm giữ khoảng 190 triệu cổ phiếu Novaland, chiếm khoảng 21% công ty này. Và đây là một trong những cái công ty mà sở hữu rất nhiều các cái tổ hợp phức hợp, các cái tòa nhà cao cấp ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì và những cái vị trí của các cái tòa nhà, các cái dự án để phát triển khoảng tầm 40 dự án ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác là rất những vị trí rất là đắc địa. Người giàu thứ bảy thị trường chứng khoán và cũng là người giàu thứ bảy Việt Nam, đó chính là ông Hồ Xuân Năng. Ông này thì có sở hữu tài sản khoảng 10.000 tỷ thôi, và lĩnh vực thì là của ông Năng, tức là lĩnh vực vật liệu xây dựng. Thì vật liệu xây dựng của ông Năng là cái dòng gọi là dòng đá, công ty cổ phần Vicosol, đá xuất khẩu. Thì ông Năng thì hiện là sở hữu khoảng 120 triệu cổ phiếu của công ty này, chiếm khoảng 75,5%, tức là gần như là chiếm cái vấn đề chi phối hoàn toàn nơi công ty này. Và ông Năng thì được biết đến trên thị trường chứng khoán với một trong những cái doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cái vật liệu xây dựng đó là đá 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 nó gọi là một cái dòng đá nhân tạo mà được là hỗn hợp của các cái sản phẩm từ đá tự nhiên và một số sản phẩm để tạo thành nên những cái sản phẩm có thể xuất khẩu đi được để trên thế giới họ dùng để trang trí nội thất. Nên chị em và các bạn, người thứ tám thì được nhắc đến đó là bà Phạm Thúy Hằng. Bà Phạm Thúy Hằng là hiện đang giữ vị trí phó chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Vingroup và là em gái của bà Phạm Thu Hương. Bà Hằng hiện nắm giữ khoảng 100 triệu cổ phiếu Vin thôi và chiếm khoảng 3,16% vốn cổ phần, và với cái tài sản khoảng tầm 9.676 tỷ đồng. Thì đây là người thứ năm trong cái lĩnh vực bất động sản, và ba người trong số đó thì là nằm trong cái tập đoàn Vingroup. Như vậy chúng ta thấy được rằng là Vingroup một trong những lĩnh vực bất động sản hàng đầu và đã gọi là sản sinh ra ba người giàu nhất Việt Nam nằm trong cái lĩnh vực bất động sản. Người thứ tư là ông Năng và người thứ năm là bà nào ạ? Người thứ năm nữa là ông Trịnh Văn Quyết. Thì đó là trong số 10 người. Thì người thứ thứ 9 là bà Vũ Thị Hiền, thì bà Hiền thì là vợ của ông Trần Đình Long thôi. Thì bà này thì cũng nắm khoảng đâu đó 154 triệu cổ phiếu hợp pháp và chiếm khoảng tầm 7,29% những cái công ty này. Còn một người nữa thì trong lĩnh vực sản xuất thuần túy và kinh doanh thương mại đó là ông Nguyễn Đức Tài, thì chiếm khoảng tầm 5.982 tỷ đồng. Lĩnh vực của ông này thì là lĩnh vực thiết bị và công nghệ phần cứng, tức là buôn bán và kinh doanh thương mại. Thì ông Tài thì là hiện là chủ tịch hội đồng quản trị của Thế Giới Di Động, sở hữu khoảng 47 triệu Thế Giới Di Động, tương đương với cái tỷ lệ khoảng 14,5% thôi, thì hoàn toàn không chi phối tại Thế Giới Di Động. Tuy vậy thì ông Tài sở hữu khoảng 38,6 triệu cổ phiếu Thế Giới Di Động thông qua 100% vốn tại công ty một thành viên tư vấn đầu tư Thế Giới Bán Lẻ. Thì ông này như vậy là tổng thể là chiếm đâu đó nằm ở khoảng tầm gần 30% cái công ty Thế Giới Di Động. Thì qua cái bài chia sẻ và nói chuyện với anh chị em và các bạn về 10 người giàu nhất ở Việt Nam, thì chúng ta chỉ phát hiện ra một điều thật sự thú vị, đó là 5 người trong số đó thì được sản sinh ra từ lĩnh vực bất động sản, 2 người, 3 người, chính xác là 3 người. 5 người thì được sản sinh ra bất động sản, thì 3 người tiếp theo thì được sản sinh là từ vật liệu xây dựng, và còn một người cuối cùng đó là ông Nguyễn Đức Tài thì được sản sinh ra là từ lĩnh vực thương mại và bán lẻ. Còn chỉ có một trong số
Một trong số đó là một lĩnh vực đặc thù, đó là lĩnh vực hàng không. Thì chúng ta chỉ thấy được rằng là có chỉ về sản xuất kinh doanh và phục vụ cái đời sống nhu yếu phẩm của cuộc sống xã hội thì chỉ có mỗi bà Phương Thảo và ông Nguyễn Đức Tài là trong một trong hai lĩnh vực, là lĩnh vực hàng không và lĩnh vực thế giới di động, tức là lĩnh vực bán lẻ. Còn lại thì chủ yếu đến từ lĩnh vực bất động sản và lĩnh vực gì ạ, và lĩnh vực vật liệu xây dựng. Đấy, đấy, vì người giàu Việt Nam như vậy, vì 10 người giàu nhất Việt Nam đều sản sinh nha, từ vật liệu xây dựng và bất động sản, thì không khó để người trẻ Việt Nam luôn luôn có một cái tư duy, và thậm chí nó thành ra là cái câu châm ngôn và cái khẩu hiệu của thị trường, của cái việc làm ăn kinh doanh ở Việt Nam. Và cái châm ngôn hay là cái khẩu ngữ liên quan đến câu chuyện là ở Việt Nam thì chỉ có thể giàu lên từ đất, ở Việt Nam không giàu không thể giàu nếu không giàu lên từ đất. Và đó là những câu nó mà chúng ta có thể cần phải rất nhiều thế hệ sau mới có thể thay đổi được cái vị trí và cái vai trò của bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam, và khó có thể thay đổi cái tư duy của người Việt Nam về cái câu chuyện là hòa vô nhau để có thể mua bất động sản và làm giàu cho những cái tỷ phú, làm giàu cho những doanh nghiệp kinh doanh về bất động sản, và đưa cái số lượng những người giàu nhất trên gọi là Việt Nam từ cái lĩnh vực bất động sản thì càng ngày càng chiếm cái tỷ lệ chi phối trong nền kinh tế xã hội. Thì điều này thì nó là cũng không hẳn là điều xấu, nhưng nó cũng chưa phải là điều tốt để có thúc đẩy những cái hoạt động kinh doanh, những cái sản phẩm, những cái doanh nghiệp mà như kiểu như là phục vụ cái đời sống xã hội, sản xuất ra của cải, sản xuất ra tài nguyên, ra sản phẩm hàng hóa phục vụ cái sự phát triển kinh tế xã hội đúng nghĩa, theo hướng tức là có nhiều doanh nghiệp kinh doanh và sản xuất. Thì hy vọng rằng là với cách làm của ông Vượng hiện nay thì đang chuyển đổi cái mô hình kinh doanh từ bất động sản mà hoạt động thêm nhiều các lĩnh vực đa ngành khác thì sẽ thành công, sẽ biến Vingroup không chỉ là một tập đoàn liên quan tới bất động sản, giàu lên từ bất động sản, mà sẽ là một cái doanh nghiệp đi đầu trong việc là mở rộng và phát triển cái thị phần sang những cái lĩnh vực từ ô tô, rồi bệnh viện, trường học, và sắp tới đây thì có thể sẽ tham gia những cái lĩnh vực gọi là có thể sẽ là cả thêm về những cái lĩnh vực như ngân hàng hoặc là bán lẻ, hiện tại đang phát triển rất là mạnh mẽ. Thì với cái tiềm lực từ bất động sản, cũng giàu lên từ bất động sản, điểm đến và cái sự thúc đẩy đến từ bất động sản, thì mong rằng ông Vượng nói riêng và tập đoàn Vingroup nói chung sẽ có những cái thắng lợi, những cái thành công để chuyển đổi cái tư duy của giới trẻ về cái câu chuyện là giàu lên từ đất. Không phải là ở Việt Nam chỉ có thể giàu lên từ đất, mà ở Việt Nam còn có thể giàu lên được từ hoạt động kinh doanh và sản xuất. Rất rất mong, rất hy vọng là những năm sắp tới thì Vingroup và một số cái doanh nghiệp liên quan tới vật liệu xây dựng sẽ có thể có những cái bài toán hoạt động kinh doanh, chuyển đổi cái mô hình kinh doanh để có thể đưa đất nước chúng ta ngày càng giàu mạnh hơn, không chỉ với cái quan niệm là ở Việt Nam chỉ giàu lên từ đất, mà ở Việt Nam còn có thể giàu lên từ rất nhiều lĩnh vực khác. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Hãy ủng hộ chúng tôi. Hãy lan tỏa những video bằng việc luôn luôn xem video và ấn vào like, cũng như là sẻ chia video tới cộng đồng để chúng tôi càng ngày có nhiều động lực hơn, phân tích và chia sẻ với anh chị em và các bạn nhiều những vấn đề hữu ích hơn. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong một cái chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã dành rất nhiều thời gian để đồng hành, theo dõi và chia sẻ cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.